không có bố bên cạnh buồn, không được vui, cứ đi qua đi lại hoài. Có bố ở nhà, nhà nó vui lắm, tại bố hay chọc cười á, cái nhà nó nhộn nhịp, chứ không có bố nhà nó buồn, tự nhiên nó im lặng, mỗi người một góc, ít nói chuyện. Con thấy rất là vui khi bố nấu được, bố ăn cơm cùng với gia đình. Và rõ ràng đây là buổi tối mà hai con của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cảm thấy vui vẻ nhất khi người cha của mình đã trở về vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Bỏ lại khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc khi dẫn dắt các cầu thủ U20 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giờ đây chỉ đơn thuần là người cha, người con đang chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Cắt tôm, rửa rau, nấu nướng đều được thực hiện một cách thành thục. Trong hành trình chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hơn 5 tháng không về nhà. Và World Cup U20 vừa qua cũng lấy đi hơn 2 tháng bên cha của Thái Hoàng, Vân Anh. Trong suốt quãng thời gian đó, việc chăm lo, nuôi dạy hai bé được giao cho bà nội, năm nay đã 87 tuổi. Anh Tuấn bây giờ thì không có cái hậu phương, thì cũng thương hơn là vì phải chăm sóc hai đứa cháu này. Đáng lẽ tôi được đi chơi, tôi đi du lịch, tôi sang Mỹ, tôi đi các nơi. Thế nhưng mà bỏ hết để nhà trông cho hai đứa con, để cho em nó làm cái công việc của nó, nó đạt cái mục đích của nó. Còn được khỏe mạnh ngày nào là hy sinh cho con, lo cho con, để cho nó đạt cái mục đích của nó. Chứ còn trông hai cháu nhỏ thì có hề hấn gì. Thì kinh tế gia đình thì cũng đủ ăn, không giàu có gì nhưng đủ ăn thì cũng thấy cũng vui. Mà con thì nó cũng ngoan ngoãn mà nó làm cái công việc mà xã hội nó thương. Anh em ăn thương thì là cũng mừng lắm rồi. Với bậc cha mẹ, những đứa con mãi mãi không bao giờ lớn. Dù chúng có thành công đến đâu thì vẫn là những đứa trẻ cần được chăm sóc. Và với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, dù đã đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam, thì khi về nhà, anh lại trở thành người con hiếu thuận, người cha trách nhiệm. Và những khoảnh khắc hạnh phúc như thế này sẽ là hành trang để huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mang theo trên đường làm nhiệm vụ sắp tới.